Hàn Quốc trước kia và ngày nay. Trước kia 15 tuổi là họ có quyền lấy vợ, lấy chồng rồi nha nhà mình. Và chúng ta vừa lấy em thuyết minh là táo và hạt rẻ giống nhau rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta xem con gà và con gà mái mà thôi. Thì con gà trống và con gà mái này nó có hai cái, à, nó có một cái giống nhau. Đó là tôi muốn lấy một người chồng có tiếng nói giống con gà. Có nghĩa là gà khi trưởng thành có tiếng gái đúng không? Và tôi muốn lấy người vợ có một đẻ, biết đẻ và biết nuôi con, như con gà mái. Bởi vì chúng ta thấy khi mà trời mưa con gà nó ôm con rất là giỏi luôn, nó chăm sóc con đúng. Đó là cái sự không phải phong thủy, đó là cái truyền thống, truyền thống cái đi tâm của họ. Và cái sợi vải bên trắng nha, trắng trắng nha, nhà mình cô dâu đang cầm mình rồi đúng không ạ? Khi mà cúng lấy hai bên xong thì cô dâu và chú rể mỗi người cầm một đồng ở đây đó, ở cái mảnh vải đó, cho ba mẹ chồng mất và cái quả táo này vào cho chúng ta, bắt được nhiều thì sau này của cải và con cái của chúng ta rất là nhiều. Đó là cái sự may mắn của cuộc đời. Và thì qua bên này chúng ta có thể xem một cái đoạn này nha mình. Đàn ông của đất nước Hàn Quốc lúc bấy giờ, thời đại Joseon sơn lúc bấy giờ đó, thì sau khi lấy vợ về, đưa vợ về nhà mình ở 3 ngày làm dâu, và sau 3 ngày trả lại vợ nơi sản xuất, và mình cũng phải về đó để làm rể 3 năm để trả ơn cho ba mẹ. Đúng rồi. Và cô nhưng mà chị đang thắc mắc là hai cái này nó cột một cái sợi dây hồng đó chị. Khi mà uống rượu xong là vợ chồng. Hai cái này là để uống rượu. Đúng rồi. Sợi dây hồng đó. Và cái ta hồng. Và cô dâu sẽ được ngồi cái kiểu này để dành cho chồng. Ngồi dính kẹo quá. Ngày xưa cô dâu chỉ cao có bao nhiêu, thời đại cho sơn cao lắm là 1m45 nghe em nói rồi đó. Còn đâu họ chỉ 1m35 là cao rồi. Em nhìn em thế này nó 1g. Nó ăn đồ ăn nhân xong rồi nó uống sữa rồi nó cuộc sống khác hơn. Nhưng mà sao Việt Nam mình không hiểu là Việt Nam mình thì sao lại không cao? Thứ nhất Việt Nam mình chưa đến 35 tuổi đã cho ăn xương rồi, xương linh đó, cái xương sườn, xương hầm đó. 3 năm tuổi có nghĩa là 36 tháng tuổi cho con ăn nhiều xương hầm, sau này con kém phát triển chiều cao. Mà trong cái quá trình con mà ăn xương hầm như vậy, tức thứ nhất là cái sức của mình nó không chịu được rồi. Bởi vì sao? Xương hầm nó quá là nhiều chất dinh dưỡng, khi mà mình yếu mình không chịu nổi, nó sẽ không đào thải ra, từ chất bổ nó sẽ thành chất độc. Chết. Rất là to lớn đúng không nhà mình? Chúng ta chỉ nhìn thấy cái ghế là chúng ta biết được chiều cao rất nặng rồi. Trời ơi, quá. Mang cái áo của mình. Mang nó rộng. Mang nó rộng. Bây giờ là Opa. Opa. Opa là đấy, Opa là Opa. Cái này là chỉ còn vừa thấy bảo thôi. Vừa thấy bảo thôi. Đây là thái hậu. Không, là mặt đen giống như chăng. Đây là cái cung này đó, là cung chính diện của thời đại Joseon, được làm năm 1394. Nhưng sau này đã bị ông vua thứ 14 bỏ nhà ra đi và người dân họ tự tay đốt cháy, đó là cái cung này. Thì ở đây đó là hàng nhà mình nhái là gần như hết kiểu. Nhưng chỉ nguyên cái gì ạ? Nguyên cái sân này là hàng thật rồi, chính diện như sau. Đứng ở bàn nằm phục vụ ba mẹ bên mộ là 2 năm 9 tháng để như thế nào, để đoạn trang rồi mới về. Thì 2 năm 9 tháng này cái thứ nhất là không được cắt tóc, không được cạo râu,